Hello mấy anh em nha. Hôm nay là mình làm cái clip cho anh em cái combo thiếu máy. Như mấy anh em nào mà theo dõi em nhiều rồi là biết. Ngồi cái combo này là em có nhiều combo rất là rẻ, như là cái bộ sườn gấp ghi đông. Cái này bộ này là bộ 3 món nè, 2 triệu. Anh em mua combo thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn là anh em mua từng món nha. Nếu này mua món là khoảng 2 2 350 thì mà anh em mua cái combo vừa được bao ship mà vừa được rẻ hơn mấy trăm ngàn. Còn cái bộ này á là dành cho anh em nào mà nhà có máy xịn nha, máy quay rim 2 lỗ 3 lỗ, nói chung là anh em có cái máy nào thì báo cho mình. Bây giờ Khánh ơi, anh có máy này như vậy thì em sẽ làm phù hợp cái sườn vừa cái máy đó cho mấy anh em chơi. Thiếu máy là chỉ có thiếu máy và cái bình xăng con thôi, còn nhông sên đĩa là của bên em nha, rồi bo e cũng của bên em luôn, cần thắng ốc treo máy, nói chung tất tần tật bên em làm. Mấy anh em chỉ việc vệ sinh cục máy nè, sơn cục máy mới rồi gác lên thôi là lụm kẹo. Đây em quay sơ cho mấy anh em xem. Vào đây dây điện á là em đi gọn hết ở trong này rồi, em chừa lại dây kèn nè, mấy dây mua vô mua pin sườn đồ. Nói chung anh em nào thợ là đưa máy vô là biết nó sẽ tương thích với cái máy của mình. Đồ là em làm full mới hết nha, nó có bô cần thắng luôn, đầy đủ luôn. Mà bộ này thì 12 triệu một bộ này, thì anh em nào mà muốn mà không có thời gian làm á thì sắm bộ này về chơi là được. Luôn cho mấy anh em hiểu á là nhiều khi em kêu bát 2 lỗ 3 lỗ rồi mấy anh em không có hiểu, quay rim á, quay á thì cái mấy cái quay đời cũ hay rim đời cũ hay là máy Trung Quốc á thì nó chỉ có 2 con ốc treo máy thôi, nó nằm ở đây con nè, với ở đây con 2 con thôi. Còn cái 3 lỗ này á là những cái mà rễ ít nè, rồi mấy cái iBlack nè, những cái dòng máy quay đời mới á, 2019 hay 2020 đồ á. Nói chung là quay mà nó có 3 lỗ, anh em đếm 1 2 3 là 3 lỗ. Tại vì có mấy anh em cứ anh ơi bán em cái sườn mà không nói cái máy gì hết, khi mà về á lại gắn vô không vừa, lại gửi tới gửi lui, chứ còn thực sự nó rất là phiền. Còn siêu rớt với tao rớt á, nó sẽ cùng lỗ, thì anh em phải nói em là gắn cái sườn siêu rớt hay gắn cái sườn tao rớt thì em mới đưa cái sườn này nè phù hợp về để cho mấy anh em gắn. Còn mà dây điện á của em là em đi hết trong này vô đây, thấy không, rất là gọn. Anh em chỉ cần đưa máy vô đây và không bao giờ thấy cổng dây điện của mình. Còn dây ga là em thả sẵn đây cho mấy anh em luôn, anh em chỉ cần lấy bình xăng của mình bỏ cọng dây ga vô là lụm, càng còi đồ điện bình đồ em đi hết đầy đủ nha, bình ắc quy, nói chung có hết mọi thứ rồi. Cái này là có cái in đệm nữa, nhưng mà anh em nào xin thì em mới cho, chứ cái này nó không có cho, tại vì nó không in đệm không có sẵn thì em phải đi bọc nó mất thời gian lắm, nên anh em nào xin Khánh cho anh cái in đệm thêm vô cái xe á thì em sẽ bỏ thêm cho mấy anh em. Còn gắn cái in đệm vô thì nó sẽ không có đẹp nên em không có làm, em thấy không đẹp mà em không làm. Rồi còn anh em nào cứ gọi cho em 0927 900 900 em sẽ tư vấn cho anh em. Mà yếu lúa thì chơi bộ này, rồi ngoài ra bộ này thì em có bộ 8 món nữa. 8 món này nó gồm là sườn gấp rồi ba ga rồi, nói chung nó đầy đủ hơn nhưng mà nó sẽ mắc hơn một xíu. Rồi cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha.